Tử vi tuổi Nhâm Ngọ 2002 Nam Mạng. Trong năm 2022, vận may liên tiếp ùn ùn kéo tới, các bạn phải sắm kho để đề vàng. Chào mừng quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong Thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị và các bạn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Thưa quý vị và các bạn, tại sao bạn cần phải xem tử vi tuổi Nhâm Ngọ, sinh năm 2002 Nam Mạng, trong năm mới 2022 Nhâm Dần? Xem tử vi trong năm mới 2022 Nhâm Dần này sẽ giúp bạn nắm được những thông tin có liên quan đến vận mệnh của quý bạn trong năm Nhâm Dần này. Và trong đó thì có cả những khó khăn cũng như là có cả những thuận lợi có thể sẽ đến với bạn trong thời gian sắp tới. Qua phần luận giải tử vi cho tuổi Nhâm Ngọ, sinh năm 2002 Nam Mạng trong năm 2022 này thì có thể bạn sẽ có được những kế hoạch để phòng tránh những khó khăn và tận dụng thời cơ làm sao cho thuận lợi và hợp lý nhất, đạt được mọi mong muốn trong cuộc sống của tuổi Nhâm Ngọ. Sau đây sẽ là phần luận giải chi tiết về tử vi tuổi Nhâm Ngọ, sinh năm 2002 Nam Mạng trong năm 2022 Nhâm Dần. Xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002, năm 2022 Nam Mạng, tướng tinh thúc đẩy công danh. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002, năm 2022 Nam Mạng được chính tài phù trợ, cho nên vận thế tương đối hanh thông, suôn sẻ về mọi mặt. Đặc biệt là về học lực, năng lực và hiệu quả học tập của bạn được nâng lên rất nhiều. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002, năm 2022 Nam Mạng, hung cát, cát vận, tam hợp thái tuế, chính tài, tướng tinh, kim quỹ, hung vận, quan phù, ngũ quỷ. Tổng quan, bước sang năm mới 2022 tuổi Nhâm Ngọ, sinh năm 2002, được chính tài phù trợ, cho nên vận thế tương đối hanh thông suôn sẻ về mọi mặt, đặc biệt là về học lực, năng lực và hiệu quả học tập của bạn được nâng lên rất nhiều, thường xuyên đạt thành tích khá giỏi. Mặc dù bạn sẽ gặp nhiều may mắn trong năm Dần, nhưng có một số lĩnh vực cần phải chú ý hơn, chẳng hạn như trong quan hệ giữa các cá nhân, bạn cần phải cẩn thận. Đề phòng sự xâm nhập của quan phù và ngũ quỷ hung tinh, nên tránh xa những tranh chấp hoặc mâu thuẫn với người khác, nếu không dễ rơi trúng bẫy của tiểu nhân. Do cục diện tam hợp thái tuế, nên những gia chủ tuổi Nhâm Ngọ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để được thái tuế tương trợ, giúp cho vận trình năm được hanh thông thuận lợi. Học tập, tử vi tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002, năm 2022 Nam Mạng cho biết vận học tập của bạn rất khởi sắc. Năm nay 20 tuổi, bạn là sinh viên năm thứ hai, được sao tướng tinh hộ mệnh cho nên năng lực học tập được nâng cao. Bởi vậy, việc thi cử đỗ đạt cũng rất hứa hẹn, giành được học bổng, cần nắm chắc cơ hội để không bị tụt hậu bạn nhé. Bên cạnh đó, con giáp này cũng phải thường xuyên tham gia một số hoạt động câu lạc bộ trong trường hoặc ngoại khóa, vừa giúp cải thiện các mối quan hệ, vừa nâng cao kỹ năng giao tiếp nên lại càng thêm thuận lợi. Tài vận, đường tài lộc của Nhâm Ngọ sinh năm 2002 cũng khá tốt, mặc dù những chú ngựa tuổi này vẫn thuộc đối tượng sinh viên đại học, không có nhiều cơ hội tự kiếm tiền, nhưng may mắn thay con giáp này rất siêng năng, năng động và biết cách quản lý tiền bạc. Tuổi Ngọ vốn là con giáp đầy lòng quyết tâm, không ngại khó ngại khổ miễn đạt được mục tiêu của mình. Thậm chí nhiều người còn có thể phụ giúp bố mẹ ở tuổi này, rất đáng ngưỡng mộ. Tình cảm, vận trình tình cảm của bạn trong năm Nhâm Dần 2022 cũng tương đối ổn định. Với sự trợ giúp của chính tài, hầu hết nam mạng 20 tuổi sẽ có cơ hội thoát khỏi tình trạng độc thân, đặc biệt là khả năng yêu bạn bè cùng trường sẽ rất cao. Tuy nhiên, đối với những người còn đang học hành, không phải không có chuyện yêu đương ở tuổi của bạn, nhưng cũng đừng quá sa đà vào chuyện tình cảm mà mất đi lý trí. Hãy chú ý hơn đến việc học hành của mình, đừng lãng phí việc học tập của bạn vì cảm xúc hiện tại. Sức khỏe, tử vi tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002, năm 2022 Nam Mạng nhận thấy đường sức khỏe của những người cầm tinh con ngựa trong năm 2002, năm Nhâm Dần 2022 cũng khá tốt. Dưới sự hộ mệnh của ngôi sao tốt lành tướng tinh, hơn nữa tam hợp thái tuế sẽ giúp cho tinh thần và cơ thể của bạn đều tràn đầy năng lượng, ít bị các điều kiện ngoại cảnh tác động vào. Mặc dù vậy, trong năm nay cũng sẽ xuất hiện một số bệnh nhỏ khó tránh, nguyên nhân là do lối sinh hoạt cùng với những lý do chủ quan khác. Bởi vậy, bạn cần phải đề cao việc rèn luyện sức khỏe, ăn ngủ khoa học thì sức khỏe mới bền được. Tử vi từng tháng, tử vi tuổi Nhâm Ngọ theo từng tháng âm lịch được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Tháng 1, vận trình tài lộc tổng thể của Nhâm Ngọ trong tháng đầu năm nay, tháng đầu tiên của tuổi Dần khá lạc quan.
Trong tháng này, bạn sẽ được phúc tinh chiếu mệnh, có cơ hội gặt hái được nhiều niềm vui trong cuộc sống, chẳng hạn như những món quà từ bạn bè, người lớn tuổi hay là những lời tỏ tình bất ngờ của người yêu. Những điều bất ngờ này sẽ khiến cho con giáp này cực kỳ hạnh phúc trong tháng 1 âm lịch. Tháng 2, vận thế trong tháng 2 của tuổi này cũng tương đối suôn sẻ, cuộc sống của bạn tương đối thoải mái và bình dị, vận thế phát triển ổn định, ít khi bị các yếu tố bên ngoài làm phiền, ảnh hưởng. Mọi phương diện khác cũng đều thuận lợi, dần dần vậy mà đi lên. Tháng 3, trong năm 2022, tài lộc của Nhâm Ngọ có phần khởi sắc, với sự trợ giúp của ngôi sao Kim Quỹ và Thái Tuế, bạn có thể bắt đầu các khoản đầu tư tài chính nhỏ dưới sự hướng dẫn của người có kinh nghiệm. Dù khả năng kiếm tiền hiện tại không mạnh và vốn tự có cũng không nhiều, nhưng bởi với việc quản lý tài chính hợp lý, bạn cũng có thể giành được rất nhiều lợi ích về mặt của cải. Đồng thời, Nam Mạng dù mới 20 tuổi nhưng đã có suy nghĩ chín chắn, biết tận dụng thời gian rảnh rỗi để làm các chương trình vừa học vừa làm, nên thu nhập của bạn trong tháng này khá lý tưởng. Về cơ bản, bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền. Tuy nhiên, về mặt khả năng và kinh nghiệm của bản thân cũng không được sành sỏi lắm. Vì vậy, đừng tham gia đầu tư và quản lý tài chính quá thường xuyên. Đầu tư nhỏ cũng được, nhưng không được đầu tư quá mù quáng, nếu không có thể bị tổn thất bởi những sai lầm không đáng có. Tháng 4, tử vi tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002, năm 2022 Nam Mạng nhận thấy rằng mặt tinh thần của Bính Ngọ sinh năm 2002 khá tốt trong tháng này. Mặc dù tiết thanh minh nhiều chướng khí sẽ khiến cho vận trình của bạn hơi xáo trộn, nhưng nhờ Thái Tuế và các tinh che chở nên vận thế cũng khá khả quan. Đặc biệt, nhờ mặt tinh thần luôn tươi sáng nên bạn làm gì cũng tràn đầy hạnh phúc, sẽ không bị tụt tinh thần hoặc thất vọng quá mức, vì vậy mà vận trình nhìn chung khá ổn định. Tháng 5, vận đào hoa của người tuổi Bính Ngọ sinh năm 2002 rất mạnh trong tháng này. Vào tháng 5 âm lịch, lượng công việc học tập của bạn không nhiều. Vì thế, bạn khá dư giả thời gian để đi vui chơi, tham gia các hoạt động xã hội. Đặc biệt, những nam mạng độc thân thì sức quyến rũ tăng nhiều, ở bên ngoài sẽ kết bạn được với nhiều người khác phái, thoát kiếp FA. Vì vậy, hãy xây dựng hình tượng tự tin, dạn dĩ một chút. Nếu muốn yêu thì cũng nên chấp lấy cơ hội hẹn hò để tăng cường giao lưu tình cảm bạn nhé. Tháng 6, vận học tập khá tốt trong tháng này. Với sự trợ giúp của sao tướng tinh, hiệu quả học tập của bạn được nâng lên rất nhiều. Đặc biệt, đối với những người có học lực kém, tháng này chính là cơ hội lớn để bạn gặt hái thành công. Thái Tuế giúp cho lối suy nghĩ của tuổi Ngọ trở nên linh hoạt và họ có thể áp dụng vào thực tế hoặc rút ra nhiều suy luận thông minh. Bởi vậy, trong tháng này, đừng để lỡ cơ hội học hỏi thêm nhiều tri thức. Hãy nắm bắt để biết phấn đấu vươn lên trong học tập và đạt kết quả tốt hơn bạn nhé. Tháng 7, tử vi tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002, năm 2022 Nam Mạng được đánh giá tháng này vận sức khỏe của tuổi 2002 có phần giảm sút do hung tinh ảnh hưởng. Họ có thể gặp phải một số khủng hoảng bất ngờ, đặc biệt Nhâm Ngọ đang tuổi trẻ, vì ham chơi và náo nhiệt nên dễ bị thương bởi các tác nhân bên ngoài. Vì vậy, thầy Gia Cát khuyên các chú ngựa đặc biệt chú ý đến an toàn cá nhân của mình trong tháng này. Đi ra ngoài cần có đồ chuẩn bị sẵn cho những tình huống nguy hiểm, cố gắng tránh những nơi đông đúc và ồn ào, không nên chơi một số trò giải trí mạo hiểm và càng ít càng tốt để tránh thương tích hoặc tai nạn cá nhân. Tháng 8, vận trình tình cảm của bạn trong tháng 8 năm 2022 không được tốt cho lắm. Bị ảnh hưởng bởi sao ngũ quỷ, một số người xuất chúng có thể bị một số bạn học hẹp hòi, ghen tị và thậm chí là chơi xấu. Bởi vậy, Nhâm Ngọ cần phải đề phòng kẻ xấu trong tháng này, học hành thành tích cũng đừng quá tự cao, nếu không sẽ dễ gây tai họa cho chính mình. Tháng 9, vận trình của những người tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002 rất ổn định về mọi mặt trong tháng này. Ảnh hưởng của các sao hung tinh trong phương diện gì cũng đảm bảo được vững vàng, nhiều hoàn cảnh tốt hơn mà bạn cũng có thể tập trung làm việc tốt hơn. Tháng 10, vào tháng 10 âm lịch, vận sức khỏe của những con giáp này có phần khởi sắc, bạn sẽ luôn ở trong trạng thái tương đối tốt, tràn đầy năng lượng và động lực để làm mọi việc, đặc biệt là những người yêu thích thể thao. Bạn có thể tăng cường sức khỏe rèn luyện của mình một cách phù hợp, ví dụ như kéo dài thời gian chạy bộ mỗi ngày hoặc tham gia các khóa học bơi cũng sẽ giúp cho bạn giữ được cho mình sức khỏe tốt. Tháng 11, các mối quan hệ xã giao của Nhâm Ngọ sẽ được cải thiện trong tháng này. Với sự trợ giúp của các tinh và Thái Tuế năm, người sinh năm 2002 sẽ gặt hái được nhiều bạn tri kỷ, đặc biệt là những người sống hướng ngoại như tuổi Ngọ sẽ càng được mọi người yêu mến nồng nhiệt, gặp hoa nở hoa, gặp người yêu yêu người. Tháng 12, vận trình tình cảm của những người tuổi Bính Ngọ sinh năm 2002 sẽ có nhiều tiến triển trong tháng này, đặc biệt là về mặt tình cảm gia đình. Cuối năm bạn có thể được nghỉ lễ dài hạn để về đoàn tụ với bố mẹ.
Đồng thời hãy tranh thủ làm việc, mua sắm đồ dùng cho năm mới sẽ giúp cho tình cảm đôi bên trở nên thân thiết gắn bó, cả nhà có thể ngồi lại cùng nhau ôn cố tri tân. Bởi vậy, nổi bật nhất vẫn là vận tình cảm gia đình sẽ rất hòa thuận vui vẻ trong tháng cuối năm. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của phong thủy Gia Cát về tử vi của tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002. Về tử vi của tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002 trong năm mới 2022 Nhâm Dần, phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết. Qua đó quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong năm mới 2022 hướng hẹn đầy tài lộc và đầy may mắn. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích về tử vi, phong thủy. Xin chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và bình an trong cuộc sống. Còn bây giờ Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo.